Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây, NHT. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi chế độ mà đó giờ mình vẫn chưa dám chơi. Bây giờ mình sẽ chơi thử để xem coi là mình chơi được hay không. Đó chính là chế độ khu vực săn bắn ha. Thì khu vực này là một khu vực đối với rất là nhiều anh em cày tra chúng ta thì là một cái nguồn cung cấp BT cũng như là một số các phần thưởng giá trị khác như là ở pin năng lượng nè, hay là vàng này, một số bùa lợi, tài nguyên, AG, chìa khóa. Nói chung là chúng ta cài PvE chúng ta sẽ có rất là nhiều phần thưởng. Nhưng mà với một cái xưởng cài chai như mình thì liệu rằng là mình có thể vượt qua được bao nhiêu ải đây? Cái này thì mình không biết đâu ha. Và đến với tầng xưởng đầu tiên mà mình xếp để vượt qua được cái chế độ này, mình sẽ thử chơi Commander ha. Hôm trước thì mình nâng cấp con Ochokochi và mình đang để nó ở tầng xưởng thứ hai. Và đúng vậy, tầng xưởng thứ hai mình cũng sẽ dùng để chống lại những cái con nhện ha. Để mình tìm xem coi là một con nhện nào đó phù hợp với cái vị trí này. Mình nghĩ là Unginic Invader sẽ có thể chơi lại được ha. Đây giống như một con nhện chúa vậy đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trang bị cho nó khẩu Binata và khẩu khá là khó xử. Mình sẽ sử dụng Skadi đi, bởi vì cái PvE lần này á, thì nó sẽ giúp tăng sát thương của vũ khí năng lượng nha. Và đồng thời thì mình sẽ trang bị cho những cái con nhện của những cái con robot của mình Modula Unstable Conduit. Còn con nào chưa được trang bị thì thôi. Nhưng mà con nào mà được sử dụng module rồi thì mình sẽ cho nó cái Unstable Conduit nha. Bởi vì là module này mặc dù là nó hao rất là nhiều pin khi mà chúng ta chơi ở trong những cái trận chiến, nhưng mà khi mà chúng ta vào PvE thì pin năng lượng nó sẽ không có bị hao ha. Cho nên là mình sẽ trang bị cho những cái con robot của mình những cái module này, những cái module xịn nhất có thể, để mà mình có thể chống lại được những cái con nhện ha. Rồi thì Mender của mình vẫn chưa lên được level mở khóa gì đây, mở khóa cái module, cho nên mình đã lắp cho nó cái khẩu hút máu. May cho mình là mình có phi công hồi máu xám cho nó ha. Rồi thì nói chung là như thế. Về phần Titan thì mình sử dụng Os Minos, bởi vì Minos thì mình nghĩ là cái sóng xung kích của nó có thể tiêu diệt được nhiều con nhện. Và nếu như mình có Cinder thì mọi thứ sẽ càng đơn giản hơn. Nhưng mà mình không có thì mình sẽ xài tạm khẩu Lunar Swan được tặng miễn phí ha. Còn về phần con kit của mình thì mình sẽ trang bị cho nó hai khẩu laser làm mù và một khẩu Argon. Mình tạm thời sẽ cất con Newton ở trong kho ha. Nodin thì mình thấy nó không ngon bằng kit cho nên mình sẽ sử dụng kit nha. Rồi thì nói chung là trong video ngày hôm nay mình sẽ thử sức với xưởng cày chai level 25. Và có thể là mình sẽ làm luôn cho những cái xưởng khác để xem coi độ khó của nó ở các xưởng khác nhau sẽ như thế nào ha. Còn bây giờ thì mình sẽ review xưởng của một bạn rồi sau đó chúng ta sẽ vào chúng ta chơi ở PvE ha. Ok, và xưởng của bạn có trong video ngày hôm nay là bạn miền Tây 68 ha. Rank vô địch, clan 26. Rồi, và đây là thông số của bạn ấy nha. Để xem coi dàn xưởng như thế nào. Ok, một cái dàn xưởng mình thấy khá là nhiều vũ khí khác nhau đây. Có cả T2 nữa. Rồi, về phần Titan trước nha. Titan thì có khẩu Stellar Evora, Virion và một khẩu Vacha. Nói chung á, ba loại này đều là vũ khí sốc đam ở tầm gần. Nói chung là nó cũng mạnh. Nhưng mình nghĩ là nếu như muốn mà mạnh á thì chơi full loa luôn. Hoặc là khẩu Vacha đó thì nói chung là khi nào mà có loa thì thay, hoặc là có lửa thì còn ngon hơn nữa ha. Rút thì trang bị 2 TRA, 2 cái tăng sát thương, hoặc là thêm cho nó mình không nhớ nữa. Hình như rút nó chỉ cho trang bị có 3 module tăng máu thôi thì phải. Nếu như có Damage Controller thì có thể trang bị cho nó ha. Rồi về phần kỹ năng của phi công thì mình thấy là ok nè, kỹ năng này chiến binh cứng đầu ok nè, ta lấy thần trọng ok luôn, dũng sĩ diệt Titan ok luôn, chiến giáo giáp ok, nạp Titan nhanh, giảm sốc, tăng điểm thủ khả năng phụ hoạt động, tiêu diệt kẻ địch giúp tăng phòng thủ trong 5 giây. Cái này thì mình thấy không ngon lắm ha, có thể được thì thay bằng một cái kỹ năng khác, hoặc là nếu như không có gì ngon hơn thì cứ xài tạm kỹ năng nó cũng được. Nói chung là 5 giây mà nếu như mà cận chiến ở tầm gần thì nó cũng hiệu quả một chút ít.
thở máy là ngon nè, chuyên gia phim vật lý luôn đấy, cái này ngon luôn nè, tăng độ bền phim vật lý. Nói chung á thì tất cả kỹ năng đều rất là ngon, nhưng mà bạn sử dụng phi công dân ly, nếu như mà được phi công Nessa thì nó sẽ ngon hơn nữa ha. Rồi về phần con robot đầu tiên là con Ravana với ba khẩu Ultimate Orcan. Nói chung set vũ khí này rất là mạnh, và con robot thì cũng chơi ổn định và lâu dài cho nên nó cũng mạnh nha. Bạn ấy dùng Seal Break và module thì là RA, NA và IA, ba loại khác nhau. Có thể dùng Seal Break hoặc là Fair Ship đều được. Bạn có con Drone Castro. Castro thì sẽ cho phép hồi máu khi tàn hình. Và mình nghĩ bạn ấy dùng con Castro này chủ yếu là để tăng tốc độ di chuyển cho Ravana, với lại là tăng sát thương khi cận chiến thôi. Nếu như bạn sử dụng tàu mẹ có tháp pháo tàng hình thì kỹ năng của Castro vẫn được hoạt động ha. Rồi, kẻ tinh ranh, người sống sót. Ồ, có cái người sống sót này là ngon nè. Rồi, chuyên gia áo giáp, sĩ quan hậu cần, tay lái ẩu, chuyên gia module, chiến binh cứng đầu. Nói chung là tất cả kỹ năng này mạnh nha, ok, ngon, phù hợp cho con Ravana. Rồi tiếp theo là con Siphon 4 phóng lao à. Set này thì nếu như bạn chơi Siphon Jot thì sẽ ngon, nhưng mà phi công thì bạn xài phi công này mình thấy nó không ok cho lắm. Nếu như bạn có 4 khẩu Igniter hoặc là Ultimate Igniter thì bạn trang bị nó sẽ hợp hơn cho phi công này, và nó sẽ hỗ trợ cho súng phun lửa tăng phạm vi tác động ha. Mình nghĩ là chắc bạn ấy lúc trước là bạn ấy sử dụng súng phun lửa ấy chứ, nhưng mà bạn ấy đổi lại thành phóng lao rồi để cho nó an toàn hơn. Bạn chơi ma quỷ Siphon. Rồi, tăng sát thương khi độ bền giảm thấp hơn 30%, tăng điểm phòng thủ, tăng tốc độ, giảm độ bền, tăng tốc độ. Ồ, con này nó bị nhiều cái giảm độ bền quá. Module thì bạn có thể lắp cho nó cái last stand RA với IA, ok, nói chung như vậy cũng được. Bạn xài con Drone Reviver, nếu được con Castro luôn thì nó sẽ nhanh hơn nữa đấy. Rồi, Fair Ship, nói chung set này cũng ổn thôi, không mạnh nha. Bởi vì cái vũ khí bây giờ mà cận chiến thì gặp Raptor khá là đuối ấy. Bởi vì những con Raptor nó, con drone mới thì nó sẽ xuyên qua được khiên. Cũng như là vũ khí điện bây giờ cũng khá là mạnh và khá là phổ biến rồi. Cho nên là xài súng này phải cẩn thận nha. Rồi, về phần con Ochopochi full set điện thì ok rồi. Nếu như có thêm một khẩu lửa Ultimate thì bạn có thể chọn vào cho nó, để nó thêm cái làm chậm thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận được cái địch hơn ha. Rồi, về phần module thì xét như vậy cũng được, hoặc là bạn dùng Fair Ship hoặc là hồi máu ha. Drone size là chuẩn cho con Ochokochi rồi. Xem nào, chuyên gia module, chuyên gia áo giáp, chuyên gia phòng thủ, người sống sót khéo léo, chàng trai cứng rắn, kẻ tinh ranh. Ồ, tất cả những kỹ năng này mình thấy là đều ngon hết đấy, ổn nha. Rồi, tiếp theo là con Cruel Angler thì bạn chơi là Redeemer với Magnum. Redeemer thì ổn rồi, Magnum thì nói chung là nó sẽ full set là nó hợp cho con Angler. Nhưng mà bởi vì Magnum nó chỉ là một vũ khí ở bậc T2 mà thôi, nên chúng ta cũng không quá là mạnh trong cái việc là trang bị setup này đâu. Đấy, có thể là Angler nên sử dụng bộ khác đi, có thể là Spear hoặc là để mình nhớ xem coi bộ gì mạnh cho Angler nhỉ. Có thể là bạn dùng Strider hoặc là loa hoặc là điện hoặc là những cái vũ khí phóng xạ cũng được. Đấy, bởi vì là Magnum thì bắn này cũng mạnh đấy, nhưng mà nó không phải là quá lực nha. Phi công thì là một phi công chuẩn cho Angler, tài lái ẩu, kẻ phá hủy, chuyên gia áo giáp, chuyên gia phim vật lý, tay lái lão luyện. Angler, tay lái thận trọng, chuyên gia module. Nói chung mình nghĩ con Angler này nó cũng là một con tanker rất là cứng của bạn ha. Bạn chơi con Drone Armadillo giúp cho Angler có thể là tăng thêm điểm phòng thủ khi mà tiêu diệt kẻ địch cũng như là chiếm cột mốc ha. Về phần module thì bạn ấy đã trang bị một cái module RA, một cái module IA và một cái module là Onslaught Reactor ha. Sao lại không phải là một cái NA nhỉ? Có thể là do cái bộ này nó tích NA chậm, hoặc là bạn chưa đủ NA, hay là vì một lý do gì đó. Rồi, về phần module thì bạn sử dụng Fair Ship là mình thấy là chuẩn cho con Angler rồi ha. Để mình xem sơ lại cái dàn kỹ năng xem. À, không có thở máy cũng không sao cả.
Có module RA là được rồi. Ok. Và nội tại của con phi công Angler hình như là nó còn nạp lại được khả năng khi tiêu diệt cái địch nữa, cho nên nó cũng không phải là quá là nguy hiểm và bị sốc đam ha. Angler này ngoài con drone Amidilo thì bạn có thể trang bị con drone Sai hoặc là con drone Hiroko hoặc là Baskan, những cái con mà drone hỗ trợ tanker thì đều bạn đều trang bị được ha. Rồi tiếp theo là Wishen Ophian Halchat và Damber. Nói chung đây là một setup ổn ha, một khẩu Rust để mà hai khẩu còn lại sốc đam. Nói chung là đây là một setup cũng ngon. Về phần module thì bé trang bị là IA, RA và một cái tăng độ bền. Có thể bạn trang bị được hai cái IA luôn thì ngon. Con này thì mình nghĩ là lên tốc độ với máu thôi, chứ tấn công thì cũng không quá hiệu quả đâu. Về phần kỹ năng phi công thì tất cả đều ổn hết rồi ha. Bạn khá là chọn lọc trong việc là chọn ra kỹ năng, đều là những cái kỹ năng rất là phù hợp và rất là hiệu quả luôn. Rồi về phần con drone cho con Ophion thì bạn có thể sử dụng drone beat để tránh bị sốc đam, nhưng mà drone beat thì mình thấy nó không quá là mạnh nếu như mà đem so với những con drone khác như kiểu như là con Sai hay là con Baskan. Thì nói chung là nếu như bạn có Sai thì mình nghĩ là bạn nên đầu tư thêm một con Sai cho Ophion ha. Xưởng này thì nói chung là rất là mạnh, rất là khỏe luôn, cho nên là có thể chơi ổn định ở chơi liên minh vô địch ha. Rồi thì nói chung là còn review xưởng đến đây thôi. Bây giờ thì mình còn phải quay về với cái xưởng ở level 25 của mình nữa ấy. Và trong video sắp tới thì có thể mình sẽ chơi con Eiffel full loa. Hiện tại mình vẫn chưa nâng cái khẩu này lên level 25. Anh em có thể thấy là bốn khẩu của mình đã level 25 rồi. Mình tính là sẽ full loa ở level 25, nhưng mà để xem coi là khi nào có bảng xếp hạng nâng cấp Titan thì mình sẽ nâng rồi mình leo bảng xếp hạng luôn. Chứ bây giờ mà mình mà nâng thì sợ là tới lúc mà có cái bảng xếp hạng thì mình sẽ không còn đủ BT để mình leo nữa. Cho nên là cái này thì có thể là vài hôm nữa hoặc là trong hôm nay, nếu như mình có thời gian thì mình sẽ làm về setup này ha. Rồi ok, bây giờ thì mình quay lại với xưởng level 25 và chúng ta vào ải đầu tiên của PvE thôi. Rồi đến với ải đầu tiên nha, mình sẽ ra con Mender. Mình đang trang bị một khẩu hút máu hàng chung với lại hai súng Binata. Cái khẩu Binata này nó là tên lửa nổ ha, nó nổ cũng lan cũng được nhiều mục tiêu á, nhưng mà cái độ ảnh hưởng của nó không bằng cái khẩu pin với lại là Chulambat thôi. Rồi thì mình cứ lượm cái con nhện này bình thường thôi. Mặc dù là Mender với lại vũ khí của mình ở level thấp, nhưng mà những cái ải đầu như thế này thì những con nhện cho PvE khá là dễ để đối phó ha. Nên mình bắn cho nó cũng khá là nhàn, không có quá là khó cho mình. Chỉ sợ là những cái ải sau á, thì những cái con nhện nào mà nó giống như kiểu là con Wayland á hay là con Raker á, thì những cái con nhện kiểu như thế nó sẽ trở nên trâu bò hơn, và vũ khí của nó sẽ mạnh hơn và nó lắp đồ MK2, MK3 luôn ha. Thì tới khi đó thì mình mới khó chơi thôi, chứ hiện tại thì vẫn còn rất là khỏe. Đấy, khi nào mà mình mất tầm 5-6 ngàn độ bền gì đó thì mình mới kích hoạt cái kỹ năng hồi máu xám của Mender ha. Mender thì là một con robot sửa chữa theo kiểu là sung, và nó không phải là robot sửa chữa máu xám, mà chúng ta phải có phi công cho nó thì nó mới sửa chữa máu xám nha. Dành cho anh em nào mà mới chơi mà anh em mà thấy con Mender nó sửa chữa được bình ngon á thì là do nó có phi công, chứ không phải là do con robot này nó sửa chữa được máu xám nha anh em. Rồi thì nói chung là còn lại thì mình sẽ cài nốt cái PvE này thôi, để xem coi là mình có thể nhận được cái mức là màu xanh không nha, là mức tối đa là nhận được hết phần thưởng ấy. Rồi ok, để xem coi như thế nào nha. And
Ải đầu tiên khá là thuận lợi cho mình. Bây giờ mình sẽ chơi tới ải thứ hai. Ải này thì nó yêu cầu mình phải tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất có thể trong khoảng bao nhiêu đó thời gian ấy, và mình sẽ không được phép mất con robot ha. Và mình đã quyết định sử dụng Ochokochi trong cái ải thứ hai này, do là Ochokochi là một trong những con robot linh hoạt nhất của mình, cũng như là nó có hỏa lực tương đối cao đấy, cho nên mình đã quyết định cho nó vào cái map này, bởi vì cái map này nó rất là rộng luôn, và mình sợ là không kịp thời gian để bắt những cái con nhện này á, cho nên là mình sẽ khẩn trương tiêu diệt cho nó ha. Thì điểm mạnh của Ochokochi là khi bị quá nhiều những cái con nhện này nó bu lại á, thì mình sẽ kích hoạt cái kỹ năng của con Ochokochi để cho phép mình tiêu diệt hết tất cả những con nào có trong bán kính 100m ở gần mình ha. Đó chính là điểm mạnh của Ochokochi. Và để dễ dàng mình chơi hơn thì mình sẽ đi xuống cái vị trí dưới cái cây cầu này để mình thủ bên dưới này ha. Rồi, thì nói chung là trận thứ hai là như thế này thôi. Hy vọng là mình sẽ không chết Ochokochi, mặc dù là có cái module Unstable Conduit, nhưng mà cái sức mạnh sửa chữa của nó cũng không phải là quá là mạnh ấy, cho nên là nó hơi yếu yếu một tí, nhưng mà nó được một cái là nó sẽ sửa chữa lâu dài cho mình ha. Nó giúp cho mình cầm cự cho một khoảng thời gian rất là lâu, mấy chục giây luôn đấy. Rồi, thì để xem coi là cái ải thứ hai này nó đã làm khó được mình hay chưa ha. Và sắp tới thì để mình xem coi là mình có thời gian không. Mình sẽ thử chơi ở đây thì mình sẽ chơi cỡ tới ải 3 thôi rồi mình dừng lại nha. Bởi vì ải 4 thì mình không thể nào mình vượt qua được đâu, cũng như là ải 5. Và mình sẽ chơi luôn PvE trên những cái tầng xưởng khác để xem coi độ khó của nó là như thế nào nha. Rồi, thì nói chung là ải thứ hai này là đến đây thì mình nghĩ cũng khá là ổn rồi. Hy vọng là mình sẽ tiêu diệt được hết kẻ địch trước khi hết thời gian ha. Ok, và cuối cùng này đến với ải 3. Thì ải 3 màn 1 sẽ là yêu cầu chúng ta tiêu diệt 105 kẻ địch hay gì đấy, và triển khai nhiều robot có phi công nhất có thể để mà chúng ta đạt được cái mức phần thưởng màu xanh ha. Nhưng mà nếu như mà muốn đạt được cái phần thưởng màu xanh thì trước hết chúng ta phải đạt được phần thưởng màu vàng, mà mình nghĩ là mình không đủ sức để mà mình có được cái phần thưởng màu vàng đâu, cho nên là mình nghĩ là mình chỉ lấy cỡ màu bạc thôi, và còn lại sẽ là phần video gameplay chơi PvE của mình. Anh em nào ở cùng level với mình, thấp hơn hoặc cao hơn hoặc là một người cày chai, thì anh em cũng đừng quên chia sẻ kinh nghiệm cũng như là những cái setup mà anh em dùng để chơi PvE và vượt qua được ải thứ 3 cũng như là ải thứ 4 mà anh em đã sử dụng á, thì anh em cũng đừng quên là chia sẻ cho chúng ta biết được những cái setup mà anh em đã sử dụng ha. Đấy, chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau để xem coi là anh em sử dụng những setup như thế nào. Và nói chung thì đến đây thì video cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Mình sẽ chơi xong cái ải 3 này rồi mình kết thúc video tại đây ha. Còn những cái ải kia thì do là mình chơi không nổi cho nên là chịu thôi. Cày chai thì mình chỉ tới được ải 3 là cùng mà. Còn những ải thứ 4 và thứ 5 ấy thì mình phải sử dụng cái xưởng chính của mình thì mình mới vượt qua được ha. Và anh em nào muốn mình vượt qua hết 5 ải PvE
bằng cái xưởng chính của mình á, thì cũng đừng quên comment bên dưới. Cũng như là anh em có setup gì mà anh em muốn đầu tư lên để anh em chơi PvE mà không biết có ngon không, thì anh em cứ comment bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và góp ý ha. Rồi, thì nói chung còn lại sẽ là phần gameplay chơi PvE ải thứ 3. Và video đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.